Xin chào mọi người nha. Thì lời đầu tiên thì Helen xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra xem và ủng hộ kênh Helen Fan Canada của mình. Cảm ơn nhiều lắm. Và chúc mọi người ngày mới an lành hạnh phúc nha. Hi guys, the first I would like to say thank you to you guys supported my channel Helen Fan Canada. Thank you very much and have a good day. So bữa nay mình sẽ làm một cái món tráng miệng về cái món ăn chơi. Thì món này thì mấy em bé rất là thích, mà nhìn cũng đẹp nữa. Mình làm cái món rau câu trái quốc Việt với rau câu trồng đỏ trứng gà, rau câu trái quốc Việt và rau câu trồng đỏ trứng gà. Nhưng mà cái trồng đỏ trứng gà này không phải là cái trồng đỏ trứng gà thiệt nha, mà mình cũng mua cái rau câu á, người ta bán ở ngoài chợ đó, thì mình tự mình chế thôi. Cho nên cái này là mình gọi riêng cho mình tự mình đặt cái tên cho nó là rau câu trồng đỏ trứng gà nha mọi người. So today I will make the like dessert. I call it jello jelly with egg yolk, but it's not real egg yolk. So the second is the jello jelly with blueberry. Thì để làm cái món rau câu trứng gà trồng đỏ trứng gà thì mình có bột rau câu nè, rồi cái jello mình mua ở ngoài chợ cái màu cam cam á, thì mình để mình làm thế nào thì mọi người theo dõi thử nha. Với cái rau câu trái quốc Việt thì mình có mua cái trái quốc Việt á, thì mình để mình tự ra mình chế ra, chỉ là rau câu thôi, nhưng mà mình làm như thế nào để cho nó đẹp nha mọi người. Thì bây giờ mình bắt đầu mình vô bếp nha mọi người nha. Mọi người vô bếp với mình coi thử mình làm cái rau câu này nó như thế nào. Mình chuẩn bị làm rau câu trồng đỏ trứng với rau câu trái quốc Việt. Thì mình có hay làm hai loại rau câu trồng đỏ trứng, rau câu trái quốc Việt. Nhưng mà cái trồng đỏ trứng này á thì không phải là cái trồng đỏ của trứng gà thiệt, nhưng mà cái này cũng là một cái loại rau câu. Thì cái này là mình mua trong cái hũ như thế này, thì mình về mình mở cái này ra. Thì cái này là mình giả là làm cái trồng đỏ trứng, nhưng mà không phải thiệt là cái trồng đỏ trứng nha mọi người. Còn cái này á, là trái quốc Việt.
cái trái này quất quất Việt, thì mình làm cái rau câu xong rồi mình để cái trái quất Việt ở trên. Thì mình cần có một ít sữa béo để mình phe cho nó có màu, nó hơi giống giống cái trồng trắng một chút á. Rồi mình có một gói đông xương. Đó. Rồi mình có nước dừa. Thì mình thích làm nước dừa thì mình làm, còn không nước dừa thì mình làm nước lạnh cũng được. Rồi mình có đường. Đường thì một gói như vậy á thì mình làm cho 1 lít nước. Cho tại mình thích cứng á. Rồi đường thì mình làm ít hơn xét chén đường thôi. Về mình có cái khuôn để mình làm. So prepare to make jello jelly with egg yolk. But I say it's egg yolk but not real egg yolk. So I use this kind of jelly. So I bought it in supermarket. So I this one kind of jelly. But it look like egg yolk, so I call it jello egg yolk. And the other one is jello with blueberry. So to make the jello jelly with egg yolk and blueberry, so two kind. So I have one pack of agar-agar with sugar and some whipping cream and coconut juice or use water. Okay, so one pack agar-agar I use for one little water, and we have a tray like this, small tray like this. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình làm nha. Thì bây giờ mình lấy cái son rồi mình cho cái bột rau câu này vô. So now I use the pot and I put the agar powder in. Rồi mình cho một cái gói đông xương vô. Rồi mình cho một lon nước dừa. Nếu bạn nào thích làm nước lạnh không thì cứ làm nha. Mình thì mình pha một lon nước dừa. Yeah, so I want some fresh coconut and some water. Rồi mình chế thêm cái này, mình chế nước sôi nè. And I add some hot water. Thì mình chế cái nước sôi nó vô. Rồi mình quậy cho nó đều nha mọi người. So keep stir it. Mình quậy cho nó đều khoảng 5 phút. Mình quậy cho nó đều khoảng 5 phút. Rồi xong thì mình chế đường vô nha. Yeah, so I put I use one pack of agar-agar with one little water. So I like the coconut juice and water. Just keep stir it around maybe for 5 minutes and then add the sugar. Thì một cái gói thạch rau câu thì mình dùng cho 1 lít nước nha mọi người, tại mình thích ăn cứng á thì mình dùng cho 1 lít nước. Rồi nhưng mà mình dùng một lon nước dừa, rồi thêm nước nước nóng vô, rồi mình quậy như thế này. Rồi bây giờ mình cho cái đường này vô. So now stir it around for 5 minutes. Now add the sugar in. If you want to eat more sweet, so you put more sugar. Thì mình làm cho một xét chén đường thôi, tại mình không có muốn ăn ngọt nhiều á. Tại mình ở cái xứ này á, nó lạnh á, mình ăn ngọt nhiều thì cũng không tốt. Yeah, so I use one pack of agar-agar with one little water, so they half water and half coconut juice and a cup of sugar. So one is the more sweet, so can put more sugar. Xong mình tiếp mình gọi, mình quậy như thế này khoảng 5 phút rồi xong mình bỏ lên trên bếp mình nấu nha mọi người. Cái nước cái đông xương á bây giờ mình nấu nha. Mình bỏ lên trên bếp á, mình khuấy gì biết mà đến lúc nào mình kiểm tra mình thấy nó trong á là được rồi nha mọi người.
So to cook the agar, so we keep stir it around non-stop until we check the water is clear. Look it clear. So that means it's okay. Đó, mình quậy miết vậy nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ để mình chỉ mọi người thử làm như thế nào thì nó mới giống cái đông xương trứng nha mọi người. So now I show you guys how to make the yellow egg yolk. So now I start show you how to make. Cái này là cái khuôn nha mọi người. Rồi sau mình bỏ cái này là mình vẽ làm cái tròn đỏ đó, mình để vô. Để chính giữa ha. Đó, mình để chính giữa. So we put the yellow jelly in the middle. Đó, mình để cái chính giữa. Ở trong chính giữa cái khuôn. Rồi cái này là cái đông xương mình đã nấu rồi á, cái bột đông xương mình nấu. Bây giờ mình cho chút xíu sữa vô. So it's the jelly. So we put little bit condensed milk. Đó, cho cái màu nó hơi trong trắng trắng chút xíu á, giống cái trồng trắng trứng á mọi người. So just put little bit condensed milk for it look like white egg yolk. Mình làm như vậy á. Mình nhìn cho mình tùy theo mình nha, mình phe sao mà nhìn cho nó giống giống cái trồng trắng trứng là được. Rồi xong rồi cái mình chế vào trong cái khuôn. Đó, mình phe vậy trắng đục đục đó nha mọi người. Rồi mình phe thêm chút xíu nữa đi. Thì bởi vì mình làm cái cũng là chia cái đường đông xương thôi, nhưng mà mình tạo ra, mình tự tạo ra cho nhìn sao cho nó giống cái món của mình làm. Tự sáng tạo nha. Cái này là đông xương trứng, lòng đã trứng, đông xương lòng đã trứng, tự sáng tạo nha mọi người. Đó. Rồi just we mix little bit with condensed milk and look as nice, look like the egg yolk, white egg. See, look like white egg. Rồi bây giờ mình chế vô trong cái khuôn nha mọi người. So now we pour it in. So the egg yolk we put it in the middle. Đó, rồi mình chế vô như vậy á mọi người. Nhìn cho nó giống cái trồng trắng, cái trồng đã chính giữa. See, look beautiful. There. Look like the egg yolk in the middle. Đó. Cái này là mình tự mình chế nha, tự sáng tạo ra nha mọi người. Đó. Em mùa hè mà cũng nóng á, cho nên mình làm cái xương xe gì ăn bỏ tủ lạnh ăn cho nó ngon. Because now it's a hot weather, so very good to eat the yellow. Rồi mình bỏ, mình làm như thế này, mình để cho nó nguội á, xong mình bỏ vô trong cái tủ lạnh nha. So we wait it for until it's cold, and then we put in the fridge. Very good, there. Đó. Hấp dẫn không mọi người? Mình thấy cái trồng đải chính giữa đó, trồng đải trồng trắng ha. Rồi bây giờ mình để cái này qua một bên. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình làm đông xương với lợ trái quất Việt nha. So the second one I made is yellow with blueberry. So use the same and then condensed milk, no whipping cream, sorry, put some whipping cream, like this, and then we put it in the tray, giống nhau thôi nha mọi người. Đó, và mình chế vô trong đây.
thấy không? Mình cũng làm giống y như vậy. Rồi sau đó thì mình mới bỏ cái trái quất Việt này ở trên. So we put in the tray and wait for it a little bit thick. And then we put the blueberry on top. Rồi mình để cho nó nguội một chút á. Rồi mình bỏ cái trái nha. Quất Việt lên giờ nó cũng cứng rồi mọi người, nó hơi đặc đặc rồi đó. So it's a little bit thick now. Now we put the blueberry on the top. Thì nó hơi cứng rồi, bắt đầu mình bỏ cái trái này ở phía trên. Đó. Mình để như vậy tùy theo mình muốn ha. Muốn nhiều hay muốn ít nha mọi người. Đó. So we just put on top. Very easy. Đó. Dễ không mọi người? Thì mình cá là hai loại. Một loại thì trồng đã trứng. Một loại thì trái quất Việt. Là như vậy á, nhét nó xuống. Đó. Nó còn hơi mềm mềm á, một chút nữa cái nó dính à. It's still wet, thick. So we just put on top later on it stick together. Rồi so now we have two kind. This one is egg yolk, yellow jelly. This one is blueberry. Look very nice. Rồi bây giờ mình để làm xong rồi nha mọi người. So now it's done. And wait for it dry and then put in a fridge. Đó. Rồi để cho nó nguội xong mình bỏ trong tủ lạnh. Cái rau câu à, trái quất Việt với rau câu trứng, lòng đỏ trứng mình đã làm xong rồi nha mọi người. Mọi người coi cho cái đẹp không? So the jello jelly blueberry and jello egg yolk. So I made it done. Look how beautiful. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái như thế nào, nó ngon như thế nào mình nói cho mọi người nghe nha. Thì trước tiên thì mình thử cái rau câu trái quất Việt trước nha. Thì cái trái quất Việt này á, thì cách đây mấy ngày mình có làm một cái video á, mình đi hái ở farm á, thì xong này mình sẵn cái mình làm luôn cái món rau câu này, nó rất là ngon. Thì cái rau câu thì mình làm nó cứng á, cho nên á nó ngọt của đường với cái sữa béo á. Rồi cái trái quất Việt thì nó hơi chua chua chút xíu, nó ngọt ngọt, ăn chắc là ngon lắm. So the blueberry I picked up few days ago and I did record a short video and put on you guys already know. So I use it to make the yellow jelly. So look very beautiful. See? Now please come into my home and enjoy it. À, bây giờ mình ăn thử nha mọi người, mời mọi người nha. Nhìn nó rất là đẹp, rất là ngon lắm. Cái rau câu nó rất là giòn. Tại vì một cái gói á, mình làm có 1 lít nước à, nó rất là giòn. The yellow jelly is crunchy because one bag of the agar I use just one little water. So it's very crunchy. Mời mọi người nha, ăn thử. Giòn á. Mà ở trong á, mình ăn trúng cái trái á, nó cái vị hơi chua chua chút xíu. Mà bỏ trong tủ lạnh nữa nó cũng đã hơi lạnh lạnh, rất là ngon. Ngày mùa hè mình ăn cái này rất là ngon mọi người. So it's good for summer. Very good. Cái này cứng lắm, rất là ngon mọi người. Ăn sực sực luôn á. Cái món này mình ăn tráng miệng, mà ăn chơi cũng ngon. Cái này không riêng gì em bé, người già, người trẻ, người trung gì ai cũng thích á. Hay là cũng rất là thích. Nói chung là ăn là thích à. Ngon á. Rồi bây giờ mình ăn thử cái rau câu trứng nha. Nhìn rất là đẹp.
See, the exotic channel chili is very beautiful. Rồi bây giờ mình ăn thử ngon nha mọi người. Mà mọi người nha, nhìn đẹp quá không dám ăn luôn á. Nó cũng giòn giống nhau mà trong này thì nó cái trồng đỏ trứng á. Và cái này là cái gelo mình mua á, nó hơi mềm mềm hơn, ở ngoài nó cứng hơn, cũng rất là ngon. Làm cái rau câu này á, mình có tiệc hay là party đồ gì á, mình làm rất là đẹp đó mọi người, rất là đẹp. Này, mình ăn, mời mọi người ăn miếng luôn nha. Ngon, giòn lắm. Nó béo béo của cái sữa béo á, rất là ngon. Ăn này chắc ăn hết dĩa. Ngon. Ăn bánh này á, chắc ăn phải mấy cái luôn á mọi người, rất là ngon. Chúng là ăn bắt miệng á. Thôi Helen xin tạm dừng clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem, cảm ơn nhiều lắm. Và mong ủng hộ kênh Helen Fan Canada. Mình cái gì sơ sót thì mong mọi người bỏ góp ý để Helen làm những cái clip kế tới tốt hơn nha. Cảm ơn nhiều. Chúc ngày mới an lành hạnh phúc. Thank you you guys to support my channel Helen Fan Canada. Thank you for watching. Bye bye. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.